Em xin kính chào các bác, chào tất cả nhà mình nhé. Hôm nay là em lại lên một cái phiên bán hàng các bác ạ. Mời các bác đón xem ủng hộ nhà vườn nhé. Đấy, trước màn hình của em là một cái dề tam bảo sắc của vùng miền Điện Biên các bác ạ. Ngọn rất là dài, lá xếp mẹ bồng con các bác nhé. Toàn bộ là hàng lá xếp mẹ bồng con này, treo khá là cao. Cái giò này hạ xuống các bác cũng biết rồi, ngọn siêu là dài nhé. Toàn bộ là lá xếp chân dép. Em chia sẻ cái mã T1 tam bảo sắc Điện Biên ạ. Dạ, T1 cái mã tam bảo sắc Điện Biên em chia sẻ các bác là bằng 1.500.000 các bác nhé, 1.500.000 các bác ạ. Trong những dòng tam bảo sắc là một trong những dòng tối ưu của dòng dáng hương mà được mệnh danh là hương thơm nhất vùng miền các bác ạ. Và các bác sưu tầm thì chốt cho em cái mã tam bảo sắc Điện Biên này là 1.500.000 các bác nhé. Ngọn rất là dài, dáng miệng bồng con các bác ạ, mã T1 ạ. Đó, tiếp theo thì em chia sẻ các bác đó là một siêu phẩm kiều tím. Hàng khủng các bác, mấy ngày hôm nay mưa bão ghê quá. Dạ, một siêu phẩm kiều VIP em chia sẻ các bác một tác phẩm khủng với giá là bằng 2.200.000 các bác nhé. 2.200.000 cho một siêu phẩm kiều tím VIP ạ. Nó dao động từ 42 thân các bác ạ, dao động từ 42 thân nhé. Các bác số tầm thì chốt và liên hệ trực tiếp qua số là 0977 842 981 các bác ạ. Đó, tiếp theo thì em có một chậu sơn thủy tiên, các bác sưu tầm thì em chia sẻ là bằng 320.000 các bác ạ. Một chậu sơn thủy tiên búi rất là to, có rất là nhiều thân tơ ạ. Em chia sẻ các bác bằng 320 ạ. Đó, tiếp theo thì em chia sẻ các bác đó là một chậu bạch nhạn hoa trắng các bác ạ. Một trong những dòng bông hoa trắng tuyết rất là đẹp các bác ạ. Và em chia sẻ một cái chậu bạch nhạn với giá là bằng 500.000 các bác nhé. Đó, các bác mua hàng thì cứ gọi điện trực tiếp qua số là 0977 842 981 các bác ạ. Rồi, trước màn hình của em là một cái giò nhạn rừng Buôn Đôn tháng 4. Đây, mời cả nhà mình ngắm rất chi là nhiều vòi hoa các bác nhé. Cây thì cong, cây thì thác đổ, nói chung là dáng là hơi cổ độ ngoằn nghèo các bác ạ. Đó. Trên một cái rề là một búi kiều tím các bác nhé. Trên một rề là một búi kiều tím 10 thân tơ. Đó, rất là đẹp, em mời cả nhà mình ngắm này. Đây là nhạn rừng Buôn Đôn nhé. Đây ạ, các bác sưu tầm thì chốt và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em đã ghim trên bài rồi. Và em chia sẻ các bác một siêu phẩm này với giá là bằng 1.550.000 các bác ạ. 1.550.000. Anh ơi, em nghe rồi. Alo ạ. Hôm nào anh nhận được hàng để em gửi ạ? Hôm qua em định gửi, em sợ anh lại bảo bận đấy, xong em lại không gửi. Cái chiều em gửi cho anh nhá. Vâng. Vâng. Trong cái nhá, thế chiều em gửi không được à? anh đi rồi à? Vâng, thế hôm nào anh về thì nhắn trước em thì em gửi trước cho nhá. Ok anh, vâng. Dạ vâng, ok anh, vâng ạ. Dạ, em chia sẻ các bác một siêu phẩm nhạn tháng 4 rừng Buôn Đôn các bác, 8 con nhạn này. Thì một rề kiều các bác nhé. 8 con thì bao gồm là 7 con có nụ các bác ạ. 7 con có nụ rất chi là to. Đây, mời cả nhà mình ngắm, có những cây mẹ bồng con này. Thực tế là dáng nó hơi ngoằn nghèo một chút, vì các bác nắn thân lên thì nó có là ok cho một cái rề siêu phẩm này nhé. 1.550.000 các bác ạ. Nhận tháng 4 rừng Buôn Đôn mã số 10 ạ. Đó, tiếp đến thì em chia sẻ các bác đó là những cái chậu 4N su các bác ạ. Trước màn hình của em là những chậu 4N mít su. Chậu này các bác chốt cho em là cái mã N2, bao gồm là có 2 cây các bác nhé. Bao gồm có 2 cây lá mít xếp. Cây bên đây thì có độ cháy mất một tí lá các bác. Nói chung là cái chất cây các bác nhìn này rất là đẹp luôn. Đấy, em chia sẻ các bác bình thường 380-450.000 một cây mã số N2. Em chia sẻ các bác là bằng 500.000 một chậu 2 cây các bác ạ. Đó, 500.000 trong một chậu 2 cây mã số N2 các bác nhé. Đó, tiếp theo là một cây 4N đơn thân. Các bác chốt cho em cái mã này là mã số 1, một cây 4N đơn thân đang nụ các bác này. Cây thì bao gồm là được 9 cặp lá rưỡi các bác ạ. Phải nói rất chi là đẹp luôn, sẵn nụ rồi. Các bác dinh về là sẵn ngắm hoa nhá. Em chia sẻ các bác cái mã số 1, một cây 4N đơn thân bằng 530 các bác ạ, 9 cặp lá rưỡi ạ. 9 cặp lá rưỡi các bác nhá. Đây, mã số 2 các bác này vẫn là một cây 4N đơn thân này. Mít xếp dù dịt này, cũng bằng 530.000 một chậu các bác ạ, đang nụ rồi ạ. Đó, đang nụ như hình các bác nhá. 530.000 cho một chậu 4N mã số 2 ạ. Đây là mã số 2 các bác nhé. Các bác mua hàng thì cứ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại BM đã ghim trên bài rồi. Đó là số Zalo chính, cũng là số chốt đơn. Đó, các bác mua hàng thì cứ alo trực tiếp rồi em sẽ chia sẻ Zalo nhé. Tiếp theo em chia sẻ các bác một chậu cửu bảo tiên mã số 1 các bác ạ. Trước màn hình thì em có một chậu cửu bảo tiên mã số 1 thì có những cây đây các bác. Cây này một mẹ bồng 3 con này. Cây này là cây đơn thân, cây chuẩn bị nụ nhé. Cây này cũng là cây chuẩn bị nụ này. Thì em sẽ chia sẻ các bác những cái chậu nó đã có nụ rồi. Đây, mã số 1.
một chậu cửu bảo tiên em chia sẻ các bác bằng 530k một chậu ạ. 530 các bác nhé, 530 cái này về các bác ký lên lũa thì phải nói là cái cây này nó đẻ búi, nói chung là một trong những top đơn thân, phải nói là không nhất thì cũng là đứng thứ nhì ở top lan đơn thân các bác ạ. Đấy, cửu bảo tiên nhé. Đấy, mã số 1 bằng 530. Và tiếp theo thì em còn hai cây cù long minh các bác ạ, mã số 1 này. Mời cả nhà mình ngắm cây sét mị bồng con này. Mã số 1 em để bằng 250 các bác ạ. Dạ, mã số 2 ạ, là một cây mị bồng hai cây con nhé. Là một cây mị bồng hai cây con. Ở lá nó là do tưới nước các bác ạ nên nó hơi có độ lấm bẩn một chút ạ. Đấy, tưới nước ao nên là nó hơi có độ lấm bẩn một chút. Mã số 2 em chia sẻ các bác bằng 268 các bác nhé. 268, đây là củ long minh đỏ các bác ạ. Củ long minh đỏ. Rồi tiếp đến em giới thiệu các bác một chậu Koki. Chậu này thì, em xin lỗi, một chậu cửu bảo tiên. Chậu này thì cũng là chậu đang nụ các bác này. Đấy, trước màn hình là một chậu cửu bảo tiên nhé. Chậu này thì là đang có nụ luôn. Bao gồm được 3 cây. Cây này thì, đây các bác hơi độ cháy này. Cháy nhưng mà nó không phải là cháy bệnh các bác, mà nó khô ấy. Cây này hơi nhỏ thì các bác chăm thêm nhé. Cây này không tính tiền, này tính tiền 2 cây. Mã số 2, cửu bảo tiên em chia sẻ các bác cái chậu này là bằng 580 các bác ạ. Cây sẵn nụ các bác này. Đó, số 1 hoa lan đơn thân các bác phải nói. Bông siêu đẹp và thơm các bác nhé. Vòm to cánh dày. Mã số 2, cửu bảo tiên em chia sẻ bằng 580 các bác ạ. Đó, tiếp đến thì em chia sẻ các bác một chậu cáo nhá, cả nhà mình, một chậu cáo xếp Cao Bằng này, mã này là mã số 06. Phải nói nụ đây các bác này. Một trong những cái chậu cáo đỏ xếp đẹp các bác ạ. Đấy, rất là đẹp luôn, cây đang nụ các bác ạ, đang nụ nhé. Ở 3 cây thì 2 cây có nụ rồi các bác, nhìn cây xếp quá đẹp luôn. Dạ, mã số 06 em chia sẻ các bác bằng 530 các bác ạ. 530, mã này bình thường sale 680, 750 này. Để các bác bằng 530 nhé. 530 cho mã số 06 các bác ạ. Đấy, tiếp đến là một cái mã này nữa, mã số 05. Mã số 05 vẫn là một chậu cáo Cao Bằng hàng xếp VIP nha các bác. Một con phân nhánh này, chậu này có một con phân nhánh hàng VIP này. Nó 3 con thì hai con có nụ rồi các bác ạ, hai con có nụ rồi. Đấy, rất là đẹp luôn các bác ạ, một chậu phân nhánh nhé. Mã số 05 em chia sẻ các bác cũng bằng 500k một chậu các bác ạ. Đó, 500k cho một chậu mã số 05 các bác nhé. Một chậu xếp Cao Bằng, một con phân nhánh VIP này. Em chia sẻ các bác bằng 500k một chậu các bác ạ. Đó, tiếp theo là cái mã số 11 các bác ạ. Trước màn hình của em là mã số 10 các bác, mã số 10 nhé. Mã số 10 một chậu cáo cũng siêu là đẹp các bác ạ. Cây này thì nó là cây đẻ búi này. Đây, một gốc 3 thân các bác này. Một gốc 3 thân luôn, đẻ con này, đang nụ này. Thần hòa các bác ơi, các bác nhìn thần hòa đang đi này. Rất là đẹp, mã số 10 ạ. Mời các bác ngắm bản lá rất là to. Cây này đứt mất một cái lá ngọn này. Hôm vận chuyển về đứt mất một cái lá ngọn đấy các bác. Đấy, chính cây này nó là cây phân nhánh luôn nhá. Dạ, mã số 10 thì em chia sẻ các bác này. Chậu này cây khá là khủng các bác. Mã số 10 em chia sẻ các bác bằng 850 các bác nhé. 850 này, cây. Cây các bác ơi, toàn bộ là cây mị đẻ con các bác. Đây, cây này cũng là cây mị đẻ con này. Cây đây cũng là cây con để mị đẻ búi này. Đây, một gốc 3 con, một gốc 3 thân các bác. Cây phân nhánh lỗi một tí và em chia sẻ các bác cái mã số 10 để bằng 850 các bác ạ. 850 cho mã số 10 các bác nhé. Một chậu cáo xếp đẹp. Đó, mã số 10 bằng 850. Đó, tiếp theo thì em chia sẻ các bác đó là mã số C7. Mã số C7 thì toàn bộ là cây xếp nhé. 5 cây thì có nụ cả 5 các bác ạ. Mã số 7 siêu là đẹp các bác. Bộ rễ này. Đó, bộ rễ phải buộc lên là các bác biết là cây nào cũng có nụ luôn. Đó, chậu này có cây sơ mi này. Có tím này, có nó đỏ các bác nhé. Đấy, nói chung là 5 cây đều có nụ cả 5. Rất là đẹp. Dạ, mã số 7 thì em chia sẻ các bác bằng 800k các bác nhé. 800k cho mã số 7. Đó, tiếp theo là mã số 9 các bác. Mã số 9 là một chậu cáo tím cũng đẹp các bác. Nói chung là chậu này thì cây cáo già. Chậu này là cây chuẩn bị nụ đấy các bác. Này, toàn bộ là cây già luôn các bác nhé. 3 cây. Mã số 9 em sale các bác là bằng 230 các bác ạ. 230 cho mã số 9 nhé. Đó, đây là mã số 9 các bác ạ. Đó, tiếp theo thì em giới thiệu thêm các bác một chậu xếp VIP nữa này. Này, này một chậu cáo xếp này cả nhà mình ơi. Đây là một chậu xếp Lai Châu nhé. Một chậu cáo xếp Lai Châu đẹp. Đây, người cả nhà mình ngắm. Đấy, xếp phân nhánh luôn nhé, 4 cây phải nói là siêu xếp rụt. Đấy, xếp phân nhánh một chậu cáo xếp Lai Châu mã số 08 các bác ạ. Mã số 08 thì em chia sẻ các bác mã này là bằng 750 các bác ạ, 750 nhé. Này, 4 con xếp phải nói là siêu đẹp các bác ạ, rụt rịt. Một chậu xếp Lai Châu hàng siêu đẹp các bác nhé, phân nhánh đẹp này. Đấy, em chia sẻ các bác là bằng 750 các bác ạ, 750 cho mã số 08 nhé. Đây là mã số 08 các bác ạ. Đó, tiếp đến thì em giới thiệu các bác đó là một cái giò hoàng tam bảo lá xếp đang nụ rất là nhiều các bác ơi. Đang rất chi là nhiều nụ luôn, một trong những dòng dáng hương hoa vàng lưỡi tím các bác ạ. Một trong những mặt bông gọi là tựa như hoàng nhạn đấy.
và bông nó rất là to và đang nhiều nụ các bác ạ. Đấy. Mã số Hoàng Tam Bảo em chia sẻ các bác là bằng 1.150.000 các bác ạ. 1.150.000 cho duy nhất một dề Hoàng Tam Bảo các bác nhé. Em có đúng một giò thôi. 1.150.000. Đấy, tiếp theo thì em giới thiệu các bác một siêu phẩm đuôi chồn. Đó, một giò chồn bao VIP ạ. Hôm nay xả các bác bằng 1.380.000 các bác nhé. 1.380.000 cho một siêu phẩm chồn VIP. Đó, mời cả nhà mình sưu tầm ạ. Các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số là 0977842981 các bác nhé. Đó, trước màn hình của em là một chậu nhãn A3. Đó, trước bên màn hình của em là một chậu A3 các bác ạ. Đây, một trong những dòng hoàng nhạn mà bông không kém gì nhạn tháng 8 luôn các bác. Để mà xếp thì nó là hoàng nhạn tháng 8 rồi. Em A3 này thì nó là số 2 của em của hoàng nhạn tháng 8 các bác ạ. Đấy. Đó, một con F1 và một con F2 các bác nhé. Nói chung là một con F1 và một con F2. Và em chia sẻ các bác một chậu A3 xếp VIP, một tác phẩm. Đây là một tác phẩm bình thường các bác mua những cây này. Dao động 1.6 triệu đến 1.8 triệu một cây. Và chậu này của em bao gồm 5 cây tác phẩm các bác ạ. Đó, 5 cây tác phẩm em chia sẻ các bác giá là bằng 2.450.000 các bác nhé. 2.450.000 là quá rẻ luôn. Thực sự các bác mua được cái tác phẩm A3 như thế này. Đó, bông không kém gì hoàng nhạn tháng 8 luôn các bác ạ. Đó, một trong những mặt bông hoa xanh cốm lưỡi điểm Trung Quốc nhé. Không kém gì nhạn tháng 8 luôn. Chậu này thì bao gồm 5 cây. Dạ, em chia sẻ bằng 2.450.000 các bác nhé. Đó, tiếp theo thì em chia sẻ các bác thêm một chậu quế trắng tháng 8 nữa các bác. Chậu này bao gồm có 3 thân đẹp này. Bao gồm có 3 thân đẹp mã số Q3 các bác. Đây, mã số Q3 em để các bác là bằng 650 các bác nhé. Đó, chia sẻ các bác bằng 650k cho mã số Q3 các bác ạ. Quế trắng tháng 8, một trong những dòng đơn thân và chuẩn bị đón mùa hoa các bác ạ. Đây, tiếp theo là mã số E3 các bác. Một chậu quế trắng đơn thân cả nhà mình ạ. E3 một chậu quế trắng đơn thân. Em chia sẻ các bác chậu này là bằng 1.250.000 nhé. 1.2 đi các bác. Bản lá to nhựa. Một mẹ bồng một con các bác ạ. Em chia sẻ các bác mã số E2 bằng 1.250.000 ạ. À 1.2 các bác ơi. 1.2 cho cái mã số 3E nhé. 3E 1.2 các bác ạ. Đó, tiếp đến thì vẫn là một chậu quế trắng các bác ạ. Chậu này thì là chậu đơn 2 cây ạ. Mã D2 ạ. Đó, mã số D2 thì có 2 thân các bác nhé. Và các bác sưu tầm được mã số D2 em chia sẻ cũng bằng 650 các bác nhé. Đơn thân rất là đẹp các bác ạ. Đây, mời cả nhà mình ngắm này. Đơn thân cái này bị cháy khô mất mép lá. Cháy khô mất một tí mép lá. Và chuẩn bị mùa hoa rồi các bác. Em chia sẻ các bác bằng 650 cho mã số D2 các bác ạ. Đó, tiếp đến này em chia sẻ các bác một chậu kiều Yên Bái hàng VIP nhá. Mã này thì bác nào sưu tầm được chốt cho em là bằng 1.250.000 các bác ạ. 1.250.000 cho một siêu phẩm kiều tím Yên Bái này. Bản đẹp. Đó, toàn bộ là thân tơ các bác nhé. Toàn bộ là thân tơ luôn. Dạ các bác, anh chị mình mà sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em đã ghim trên bài rồi các bác nhé. Đó, tiếp đến là một chậu quế trắng hàng bản VIP này. Mời cả nhà mình ngắm. Mã số 1E các bác ạ. Bản nhựa lá to, một trong những xếp quế xếp hòa bình bản đẹp các bác ạ. Đây, một chậu 3 cây. Cây này một mẹ bồng một con. Cây đây cũng một mẹ bồng một con. Các bác nhìn thấy vòi hoa khi xưa của nó là dài, gọi là 70 luôn các bác. Đấy. Em chia sẻ các bác cái mã số 1E bằng 1.680.000 các bác ạ. 1.680.000 cho mã số 1E các bác nhé. Đây là mã số 1E. Siêu là đẹp các bác ạ. Một trong những chậu quế tác phẩm đơn thân rất là đẹp. Rồi đây là mã số 6D các bác. Mã số D6. Đó, D6 là một chậu mà nó để búi các bác ạ. Đây, đây là hàng búi nhé. Một gốc. Mời cả nhà mình ngắm các bác này. Gốc này. Gốc nó là gốc để búi nhé. Đấy, để chuồng rất là đẹp các bác. Dạ, mã số D6 thì em chia sẻ các bác là bằng 1.280.000 các bác ạ. Hiếm khi mà các bác có được những cái búi quế mà còn một búi để nhiều con và phân búi như thế này các bác ạ. Một thuần trên một chậu hiếm rất là đẹp. Dạ, mã số 6D em chia sẻ các bác là bằng 1.280.000 các bác ạ. 1.280.000 cho mã số 6D các bác nhé. Quế trắng tháng 8. Rồi tiếp đến là cái mã số Q2 các bác. Một trong những chậu đơn thân siêu là đẹp các bác ạ. Một trong những chậu quế hòa bình đơn thân rất là đẹp. Em chia sẻ cái mã Q2 hai thân đẹp với giá là bằng 860 các bác nhé. 860 cho mã số Q2 các bác ạ. Thân quá đẹp luôn. Đây của mình ngắm này. Rồi tiếp đến em lại chia sẻ các bác thêm một lũa nhận rừng Buôn Đôn nữa các bác. Một lũa tháng 4 rừng Buôn Đôn mã số 1. Mã số 1 các bác ạ, đang nụ ạ. Đó, nhận tháng 4 rừng Buôn Đôn nhé. Em chia sẻ các bác mã số 1 là bằng 850 các bác ạ. 850 cho mã số 1 nhận tháng 4 Buôn Đôn cả nhà mình nhé. Đó, rất chi là đẹp luôn. Dạ, tiếp theo em chia sẻ các bác cả mã số A1 là một trụ quế khủng. Một trụ quế siêu to khổng lồ các bác ạ. Mã số A1. Dạ, bác nào sưu tầm được thì chốt cho em cái mã này với giá là bằng 1.450.000 các bác ạ. 1.450.000 cho mã số A1. 9 ngọn quế các bác nhé. 9 ngọn quế trên một trụ ạ.
Dạ, các bác anh chị mình mà sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số là 0977 842981 các bác nhé. Đó. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác đó là một chậu lộc bắc đang rất là nhiều nụ. Đó, một chậu mẹ rất là to các bác, gốc mẹ này. Em chia sẻ các bác bằng 400k một chậu các bác nhé. 400k cho một chậu lộc bắc đang nụ các bác ạ. 400k một chậu lộc bắc đang nụ ạ. Đó, tiếp đến là một chậu cửu long cao phong, phải nói siêu to khủng lồ các bác ơi. Này, thân này. Đó, thân chiều dài của thân nó dao động từ thân dài nó dao động từ 1m3 các bác, 1m3 1m4 nhé. 8 thân hoa khủng các bác ạ. Em chia sẻ các bác một chậu cửu long cao phong khủng, một chậu mẹ rất là to. Đó. Với giá là bằng 1 triệu các bác nhá. 1 triệu cho một siêu phẩm cửu long cao phong VIP ạ. Đó, tiếp đến này em giới thiệu các bác một chậu trầm nữa đang đi nụ các bác này. Trầm này đang bắt đầu đi nụ rồi. Duy nhất một chậu trầm hôm nay xả các bác bằng 400k một chậu các bác nhé. 400k cho một chậu trầm Điện Biên này. Ai sưu tầm trầm Điện Biên chốt cho em là 400k một chậu các bác ạ. 400k một chậu. Tiếp đến này em có chậu ám Hòa Bình, phải nói rất là nhiều nụ luôn các bác ạ. Một chậu mẹ cũng siêu to như thế này. Dạ, một siêu phẩm ám Hòa Bình ạ. Bác nào sưu tầm thì chốt cho em chậu này là bằng 350 các bác nhé. Một chậu mẹ bao gồm là 2, 4, 6, 7 thân hoa các bác ạ. 350 các bác nhé. 350 cho một chậu trầm. À chứ, em xin lỗi, một chậu ám Hòa Bình ạ. Đó, 350 cho một chậu ám Hòa Bình đang rất là nhiều nụ các bác nhé. Đó, tiếp đến của em thì là một chậu tím cánh bầu các bác. Đây, một trong những mặt bông hoa tím ạ. Nói chung là cái màu tím thủy chung mà cách sưu tầm rất là nhiều các bác. Một chậu tím cánh bầu em chia sẻ các bác cũng là bằng 320k một chậu các bác ạ. Đây, đang nụ rồi ạ. Tím cánh bầu toàn bộ là chậu mẹ các bác nhé. Nói chung là những cái chậu mà hôm nay em chia sẻ các bác toàn bộ là những cái chậu mẹ nái, không có chậu kỳ các bác nhé. Đây là tiềm năng của những cái chậu mẹ, là các bác chơi năm này qua năm khác mình không bao giờ lo mất giống, mất gốc các bác ạ. Đấy, năm nào cũng có một chậu mẹ to để chơi nhé. 320. Đấy, tiếp đến chia sẻ các bác một chậu hiển oanh năm cánh trắng, chậu mẹ siêu to này. Nó chia sẻ các bác 360k một chậu nhé. 360 cho một chậu hiển oanh năm cánh trắng sẵn nụ rồi ạ. Đó, tiếp đến là một chậu đó, cô kỳ các bác ạ. Mời các bác cắm một chậu cô rát cô kỳ. Mặc dù lá nó hơi bị rùi vàng chích cháy khô quá này. Khô điết luôn mà khô từ lâu năm nhé. Đây các bác ơi, cây này cũng cây chuẩn bị nụ cho em luôn này. Này, cây này thì lên nụ rồi ạ. Đấy, cây đây cũng chuẩn bị nụ cho em luôn các bác nhé. Để nó siêu đẹp ba cây. Ba cây là cây này nó bị rùi vàng chích khô một chút. Và em chia sẻ cái chậu này hơi lỗi một chút các bác ạ. Gọi là hơi lỗi một chút, chia sẻ các bác chậu cô kỳ xưa nhìn đó. Đó, nụ các bác ạ. Rất là đẹp. Dạ, mã số 1 ạ, bác là sưu tầm em chia sẻ bằng 530 các bác nhé. 530 cho một chậu cô kỳ xưa này. Đó, sẵn nụ rồi các bác ạ, các bác dinh về là sẵn ngắm nhé. Mã số 1 tiếp đến vẫn là một chậu cô kỳ nữa các bác. Mã này là mã số 3. Mã số 3 thì bao gồm có 2 cây và nó cũng chuẩn bị nụ các bác. Cây nhỏ heo thì em không tính tiền, các bác phải chăm lại nhé. Đó, 2 cây này cũng là cây già chuẩn nụ đấy các bác ạ, chuẩn bị nụ đấy. Em chia sẻ các bác cái mã số 3 này bằng 260 các bác ạ. 260 cho mã số 3 các bác nhé. Đây là mã số 4. Cái này mã số 4 đang nụ các bác. Đây, cây đây đang nụ này. Cây đây hôm trước em nhìn là vẫn chưa có nụ đâu, hôm nay mở ra đã có nụ rồi các bác. Đây, cây đây đang nụ bản lá to này. Đó, thị trường thì các bác cũng biết là dao động 580-600 ngàn một cây này. Hôm nay xả các bác cái mã số 4 này bằng 320 các bác ạ. Mã số 4 này bao gồm có 2 cây bằng 320 nhé. 3 cây đấy, hôm trước em tách cho khách một cây. Trước tách cho khách một cây là 580 rồi. Đây còn 2 cây xả các bác bằng 320, một cây sẵn nụ các bác dinh về sẵn chơi. Các bác cứ thể tham khảo cây này các bác mua không dưới 580 một cây nhé. Đó, mã số 4 bằng 320. Đó, tiếp đến là em chia sẻ các bác những cái chậu tam bảo sắc hoa trắng, một trong những dòng trắng đột biến hay còn gọi là trắng ba các bác. Các bác đã mua từng sai hoa, từng nhầm hoa thì hôm nay các bác chốt luôn này. Tại vì cây sẵn nụ và chuẩn hoa để các bác sưu tầm ạ. Tam bảo sắc hoa trắng. Hoa trắng tinh luôn các bác. Hay còn gọi là trắng đột biến các bác, sẵn nụ. Cây này thì hơi có độ cháy lá một tí các bác ạ. Và nó hơi lỗi. Và em chia sẻ các bác cái mã này là mã số 3. Tam bảo sắc trắng nhá. Mã số 3 hơi lỗi một chút, chia sẻ các bác 450 các bác ạ. 450 cho mã số 3 các bác nhá. Mã số 3 450. Đấy, rất là đẹp ạ. Đó, tiếp theo là cái mã này là mã số 5. Mã số 5 các bác ạ. Mã số 5 này cũng đang nụ ạ. Cây đẹp ạ. Cây nuôi vườn lâu không thể tránh khỏi những cái vết rám, vết lỗi đâu các bác. Đấy, sẵn nụ rồi, em chia sẻ các bác cái mã số 5 ạ. Đó, mã số 5 bằng 650k một chậu các bác nhé. Tam bảo sắc trắng đột biến hay còn gọi là trắng va. Đó, một trong những mặt bông mà các bác mua dao động thị trường nó tầm 380 một thân. Và hôm nay chia sẻ các bác một chậu là bằng 650 cho mã số 5 các bác ạ. Mã số 5 nhé, tam bảo sắc trắng. Rồi, tiếp đến cái mã này gọi là siêu VIP các bác này. Mã này là mã số 1. Đó, mã số 1 nhé, cũng đang nụ các bác ạ. Cây phải nói siêu đẹp cho mã số 1.
Dạ mã số 1 thì em chia sẻ các bác bằng 750 các bác ạ. Tam bảo sắc trắng này. Sẵn nụ hoa rồi các bác nhá. Dạ mã số 1 bằng 750 các bác ạ. Rồi tiếp theo là một chậu ám cánh bầu đại hàng khủng, mời cả nhà mình ngắm nhá. Thân thủ như ngón chân cái luôn các bác. Đấy, toàn bộ là hàng chuẩn bị nụ này. Đấy, bao khủng luôn các bác ơi. À, chiều cao của thân là 1m7 các bác ạ. Chiều cao của thân là 1m7. Em chia sẻ các bác một siêu phẩm khủng này. Một chậu ám cánh bầu đại VIP em chia sẻ các bác bằng 1.600.000 các bác ạ. 1.600.000 cho một siêu phẩm cánh bầu đại hàng VIP nha. Mời cả nhà mình sưu tầm. Rồi các bác muốn sưu tầm những cái mã lan rừng đẹp thì liên hệ trực tiếp qua số là 0977 842 981. Bên em sẽ chia sẻ các bác từng chậu từng giò nhé. Đó, tiếp đến thì em giới thiệu các bác đó là một cái dề tam bảo sắc rừng Điện Biên. Đấy, một trong những dề dáng hương xếp chân dép cả nhà mình ạ. Mã số 2, mã số T2. Tam bảo sắc Điện Biên nhé. Mời các bác ngắm bộ rễ này. Mời cả mình mà ngắm luôn bao phê ạ. Mã số T2 em chia sẻ các bác là bằng 1.650.000 các bác ạ. Đó, siêu phẩm luôn các bác ơi. 1.650.000 cho mã số T2 tam bảo sắc Điện Biên các bác nhé. Đó, các bác sưu tầm thì gọi điện trực tiếp qua số 0977 842 981 các bác ạ. Tam bảo sắc Điện Biên mã số T2 nhé. Đó, em chia sẻ các bác là bằng 1.650.000 các bác ạ. 1.650.000 cho mã số T2. Rồi tiếp đến là một siêu phẩm hoàng nhạn rừng Buôn Đôn các bác ạ. Mời cả nhà mình làm cho em một lũa nhạn rừng Buôn Đôn bao khủng. Đó, các bác sưu tầm trấn vườn thì chốt ngay cái em này về gọi là đứng trước sân vườn ấy. Gọi là bao toàn cảnh cho các bác luôn là rực rỡ hương thơm hoàng nhạn các bác nhé. Đó, em chia sẻ các bác một siêu phẩm với giá là bằng 5 triệu các bác ạ. 5 triệu cho một tác phẩm nhạn rừng Buôn Đôn các bác nhé. Mời cả nhà mình ngắm một lũa của nó này. Thực tế là bên ngoài nó to hơn rất là nhiều. Tại vì nhà em nó to quá nên em phải dựa vào đây các bác. Nó không có thế nên em dựa ở đây các bác ngọn. Toàn bộ rất chi là dài và đang nụ các bác. Không có một ngọn nào là không có nụ luôn các bác nhé. Đó, rất chi là nhiều nụ các bác ạ. Rất chi là nhiều nụ luôn. Đó, các bác sưu tầm những cái siêu phẩm VIP khủng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em. Bên em sẽ chia sẻ các bác từng chậu từng lũa nhé. 5 triệu cho một siêu phẩm nhạn Buôn Đôn các bác ạ. Đây là nhạn tháng 4 Buôn Đôn nhé. Một tác phẩm VIP. Và các bác sưu tầm trấn vườn thì chốt và liên hệ trực tiếp cho em gái. Có thể đặt sân, sảnh, lan can, ang đều được các bác ạ. Lên ang đều được. Chung một lũa tác phẩm hàng VIP. Các bác sưu tầm thì liên hệ trực tiếp qua số bên em các bác nhé. Rất chi là nhiều nụ luôn. Cây nào cũng nhiều nụ như này các bác ạ. Rất là nhiều nụ ạ. Dạ, một siêu phẩm nhạn tháng 4 rừng Buôn Đôn nhé. Trên còn kèm một dề phi điệp vàng nữa các bác ạ. Dạ, em gái chia sẻ các bác là bằng 5 triệu nhé. Nhạn Buôn Đôn VIP các bác ạ. Các bác chốt là nhạn Buôn Đôn VIP nha. Với giá là bằng 5 triệu. Một siêu phẩm tác phẩm các bác ạ. Đó, tiếp đến thì em chia sẻ các bác cái mã cáo này. VIP này, mã số 11, một chậu xếp rụt dịp. Đó, mã số 11 của em là một chậu cáo xếp hàng rụt dịp các bác ạ. Đó, rất là nhiều nụ luôn các bác ơi, rất là nhiều nụ luôn nhé. Mã số 11 em chia sẻ các bác là bằng 1.350.000 các bác. 1.350.000 cho mã số 11 các bác nhé. Một chậu cáo cao bằng hàng xếp VIP. 1.350.000. Đó, một siêu phẩm mã số 11 các bác ạ. Mã số 11 nhé. Đây, tiếp theo còn mấy chậu năm cánh trắng hôm nay chia sẻ các bác gọi là thanh lý này. Mời các bác ngắm một chậu Juliet như hình, năm cánh trắng Juliet nhé. Đấy, một chậu Juliet phải nói quá là nhiều mầm gốc. Thân đang sưng nụ các bác, đang lên nụ rồi đấy, có mắt nụ rồi. Đây, thân đang lên nụ rồi các bác, có nụ rồi này. Dạ, một chậu Juliet VIP như hình em chia sẻ các bác bằng 1 triệu các bác nhé. 1 triệu cho một chậu Juliet, quá nhiều mầm gốc luôn. Đó, tiếp theo là một chậu người đẹp không tên cũng đang nụ các bác ạ. 1 triệu ạ. Đó là giá thanh lý các bác bằng 1 triệu nhé. Các bác sưu tầm thì chốt và liên hệ qua số điện thoại cho em ạ. Đấy. Đó, tiếp theo lại chia sẻ các bác một chậu năm cánh trắng đại cát này. Chậu này cũng khá là nhiều mầm gốc này. Một chậu đại cát, 2-4 thân hoa mầm gốc rất là đẹp. Một chậu đại cát, năm cánh trắng đại cát em chia sẻ các bác chậu này bằng 480 các bác ạ. 480 cho một chậu năm cánh trắng đại cát nhé. Đấy. Chậu này cũng khá là VIP luôn ạ. Mời các bác ngắm một chậu năm cánh trắng củ chi đẹp. Em chia sẻ các bác cũng bằng 480k một chậu nhé. 480k một chậu năm cánh trắng củ chi. Rồi tiếp đến em có một cái mã nhạn Buôn Đôn nữa, nhạn tháng 4 các bác ạ. Đó, mã này là mã số 2 nhé, nhạn tháng 4 Buôn Đôn. Bao gồm có 3 cây và một cây đai châu nhỏ nhỏ trên thân các bác này. 3 cây nhạn tháng 4 Buôn Đôn và 3 cây này nó là 3 cây chuẩn bị nụ ạ.
Dạ, các bác sưu tầm được 3 cây nhé. Buôn đôn này thì chốt cho em là bằng 230k các bác nhé. 230k cho cái mã số 2 nhận buôn đôn các bác ạ. Đấy, tiếp theo chia sẻ các bác một chậu cờ đỏ 5 cánh trắng, một trong những chậu mẹ to khủng. Dạ, các bác sưu tầm rồi sale này, mã này bình thường các bác mua thì không dưới 2 triệu 8 đến 3 triệu. So với thị trường bây giờ gốc là gốc mẹ nhé, đang nụ. Đấy các bác, đang nụ. Em chia sẻ các bác chậu này là bằng 1 triệu 2 các bác ạ. 1 triệu 2 nhé. 1 triệu 2 có duy nhất một đơn. Đây còn một số kỳ 5 cánh trắng này. Cái này nó là kỳ lộn xộn các bác. Nó bị gãy thân. Với lại nhà em hôm trước là em lên giống rồi. Nên là em chia sẻ các bác này. Cái bó kỳ này nó là kỳ lộn xộn. Đấy các bác sưu tầm thì em để kỳ 5 cánh trắng nhé. Chia sẻ các bác bó kỳ này bằng 350 các bác ạ. 350. Đấy 350 có Juliet, có người đẹp không tên. Nói chung là một số dòng 5 cánh trắng nó lộn xộn. Nên em chia sẻ các bác bằng 350 nhé. Đây một cặp đai châu nữa. Dạ một cặp đai châu như hình các bác nào sưu tầm thì chốt hai màu này. Một cam một hồng cái sen, chia sẻ các bác mix màu hai chậu bằng 350 các bác ạ. Đó, trung bình thì em vẫn bán là 380 một chậu nhé. Và cái này là hàng xả nên em sẽ đi combo từ hai chậu. Đó, sale các bác là bằng 350k hai chậu các bác ạ. Đai châu mix màu. Đó đai châu mix màu nhé. Đây tiếp đến thì em chia sẻ các bác một chậu hồng cánh sen bản to như thế này các bác. Đây trước màn hình của em là một chậu hồng cánh sen lá kể. Chậu này nó là chậu lá kể, lỗi mất một cái lá chân các bác này. Đấy, lỗi mất một cái lá chân, lá kể rất là to, bản lá này 8,5cm, 9cm. Con này chắc 9cm, em chia sẻ các bác chậu hồng cánh sen này là bằng 700k các bác. 700k cho cái chậu hồng cánh sen cây to này nhé. Cây to này trong năm em bán 1,2 triệu đấy. Em chia sẻ các bác 700k. Và tiếp đến một chậu bò sữa các bác, bò sữa chậu này khủng. Và bò sữa em cũng chia sẻ các bác bằng 750 nhé. Duy nhất một cặp. Có duy nhất một cặp bò sữa hàng VIP. Dạ. Các bác sưu tầm những cái mã lan rừng đẹp thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em thì em sẽ chia sẻ các bác những tác phẩm đẹp nhé. Em xin cảm ơn tất cả các bác ạ. Cảm ơn cả nhà mình nhé.